Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh La Jamie. Mình là May, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, cùng với chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và xem hành trình sự nghiệp của bạn phía trước sẽ như thế nào nhé. Mình chuẩn bị 3 trụ đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem trụ đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, bắt bạn chạm phải trụ đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài yêu thích của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Tụ bài số 1. Xin vũ trụ cho tụ 1 biết hành trình sự nghiệp phía trước của tụ 1 sẽ ra sao. Bạn nhận được lá bài là Grounding. Tụ bài số 2. Xin vũ trụ cho tụ 2 biết hành trình sự nghiệp phía trước của tụ 2 sẽ ra sao. View from above. Tụ bài số 3. Xin vũ trụ cho tụ 3 biết hành trình sự nghiệp phía trước của tụ 3 sẽ ra sao. Far away places. Ok, chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 1 đây là trụ đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Xin tụ cho các bạn số 1 biết hành trình sự nghiệp phía trước của tụ bài số 1 sẽ ra sao. Mystic. Hành trình sự nghiệp và tài chính phía trước của tụ bài số 1 sẽ ra sao. Crown. Hành trình sự nghiệp và tiền bạc của tụ bài số 1 phía trước sẽ ra sao. Hành trình sự nghiệp phía trước của tụ bài số 1 sẽ ra sao. Mặt trăng và những chiếc nhẫn vàng xu. Hành trình sự nghiệp phía trước của tụ bài số 1 sẽ ra sao. Xin chúc mừng. Hành trình sự nghiệp phía trước của tụ bài số 1 sẽ ra sao. Lắng xem số phận tiếp này. Cậu bé bạn này. Hành trình sự nghiệp phía trước của tụ bài số 1 sẽ ra sao. Hãy tiếp tục tụ. Tiếp sinh. Hành trình sự nghiệp của tụ bài số 1 sẽ đi về đâu. Sẽ ra sao. Hãy tiếp tục tìm. Hành trình sự nghiệp của tụ bài số 1 sẽ ra sao. Sẽ đi về đâu. Các bạn tụ bài số 1, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là hành trình sự nghiệp của các bạn tụ bài số 1 phía trước ra sao, thế nào. Ở đây bạn mình chưa nói đến cái lá bài đại diện chọn tụ bạn. Kế bên là Mystic. Mystic nó một cái gì đó nó bí ẩn. Ở đây là heart, là cái trái tim bí ẩn. Tự nhiên nó đang cho mình nhìn thấy một cái thông điệp rất là mạnh mà vũ trụ muốn gửi đến tụ bài số 1. Hành trình sự nghiệp phía trước của các bạn, bạn đang đi đúng đường, bạn đang đi đúng hướng. Quan trọng ở chỗ là cái trái tim của bạn, bạn đang muốn cái gì, mong chờ, khao khát cái gì đó. Thì những gì bạn đang đi á, nó đều là đang đúng hướng. Vì sao mình khẳng định cái đó thật là mạnh trước khi mình đi vào trong chi tiết của trải bài? Là bởi vì ở đây mình đang nhìn thấy rằng là nó có nhiều chuyện, nhiều sự việc, nhiều vấn đề nó làm cho bạn hơi cảm thấy là nó hoang mang, nó hơi bối rối. Và có thể bạn, một nhóm tụ bài số 1, có thể bạn sẽ cảm thấy là nó mờ mịt quá ở cái chặng đường phía trước. Đấy, thành ra bởi vậy quay trở lại Mystic với lại Heart, mình vẫn đang nhìn thấy được là bạn đang đi đúng hướng nha. Và đặc biệt là với cái lá bài trái tim ở đây, nó nằm kế bên, ngay bên dưới chứ. Ngay bên dưới con cú, mình đang cảm giác được là sẽ có người giúp bạn. Họ cho bạn một cái lời khuyên, họ cho bạn một cái sự hướng dẫn hoặc là một cái sự khai sáng nào đó để bạn thấy cái con đường rõ hơn nữa để bạn đi tiếp. Hoặc là họ có một cái lời đề nghị nào đó để mà họ chấn chỉnh lại, để cho bạn ổn hơn, để cho bạn đầm xuống lại hơn. Để cho bạn rút cuộc cuối cùng là đạt được cái điều bạn muốn trên cái hành trình sự nghiệp, công ăn việc làm của các bạn tụ bài số 1 đó. Mà cái quan trọng là bạn cần giúp, mới thấy năng lượng ở đây là bạn cần phải có cái người dẫn và người dắt. Người lèo cũng như là người lái các bạn. Bởi vì nếu mà nói là về cái cover quan đây, nếu mà nói là về cái năng lượng hay là cái cảm xúc của bạn cho công ăn việc làm, cho cái sự nghiệp hiện tại đó, không thể nào bàn cãi rồi. Bạn có rất là nhiều những cái mà sự yêu thích hoặc là cái đam mê hoặc là cái sự cống hiến của các bạn. Nhưng mà ở đây mình đang có một cái gì đó mình đang nhìn thấy được theo kiểu giống như là bạn vẫn còn giống như là cái năng lượng của bạn, cái cảm xúc của bạn thì nó mạnh đó, nhưng mà bạn đang bị hơi xôn xao một chút xíu.
kiểu giống như là mình đang không có đủ được cái sự mà đầm tĩnh thôi. Đó, thành ra là ở đây My đang nhìn thấy là bạn cũng cần cái sự giúp nữa. Nhưng mà rồi ở đây nó cũng lại nói đó, như lúc nãy mình vừa mới nói xong, là bạn sẽ có được cái sự giúp. À, vì ở đây bạn đang có hai cái lá bài bánh xe số phận, nó đang thể hiện khá rõ một cái sự nhân đôi, xác nhận cái năng lượng là cái gọi là bất kể là cái tình hình công ăn việc làm của các bạn, cái hành trình sự nghiệp của các bạn ra sao, nó đang trên đà để có những cái thay đổi. Quan trọng ở chỗ là thay đổi theo cái gốc là nó tốt hơn, và bạn đang cảm thấy là mù mờ về cái công ăn việc làm hoặc là cái sự nghiệp phía trước. Bạn cảm thấy nó mù mờ bao nhiêu thì mọi thứ nó đang thay đổi để bạn bớt mù mờ mà nó thấy rõ hơn. Bạn đang hăm hở, nhiệt huyết, nhưng mà rồi cái cảm xúc của bạn nó không có ổn định được. Thì ở đây mình đang nhìn thấy năng lượng là nó sẽ thay đổi. Có người giúp bạn, có người tư vấn, có người đề nghị cho bạn, để mà bắt đầu bạn đầm xuống lại. Và bạn gần giống như là mình học lại để làm công việc cho nó tốt. Mình học lại cái cách để xây dựng sự nghiệp của mình. Đó, mình đang nhìn thấy là như vậy. Thành ra có lẽ đó là cái lý do mà bạn nhận được một cái lá bài đại diện chọn tụ là grounding. Bạn thấy một người họ đang nằm thẳng dưới đất luôn đó, dựa vào cái gốc cây và nhìn ra là một cái dòng sông hay là cái con suối đó. Toàn bộ trong lá bài này là thiên nhiên thôi. Thiên nhiên. Để mà cái người này nè áp cái năng lượng vào trong tụ bài số 1 á, để mà các bạn tụ bài số 1 bạn nghỉ ngơi, để bạn có thể kết nối lại, đào sâu lại vào trong lòng của mình, xem là cái mục tiêu của các bạn, cái định hướng của bạn trên cái hành trình sự nghiệp, công ăn việc làm của các bạn là cái gì đây. Và khi ở đây My đang nhìn thấy các bạn quay trở về để mà bạn lục lọi lại, tìm lại được, xác định lại cái điều bạn thích, cái mục tiêu sự nghiệp của các bạn, thì ở bên này nó có cái lá bài Mystic với lại con quạ crow này là co-create with the spirit, mà nó lại nằm gần một cái lá bài là High Priestess, là nữ tu ở đây nữa. Spirit là cái phần mà nó theo kiểu giống như là linh hồn, hay mình sẽ dùng cái phần tâm thức đi, tâm hồn và tâm thức. Ok, rồi cái này High Priestess là nó cũng chủ là về trực giác. Ở đây Mystic và Divine là cái gì đó nó rất là thiêng liêng. Thành ra là nó thể hiện khoảng thời gian gần đây cho đến có thể là tương lai gần thôi. Sắp tới có thể là tụ bài số 1 bạn cần nhiều cái thời gian để bạn có thể nghỉ ngơi, bạn thả lỏng. Và quan trọng ở chỗ My đang nhìn thấy là bạn kết nối lại được với năng lượng của mình, bạn kết nối lại được với cái phần tiềm thức hoặc là tâm thức của mình, để mà bạn có thể nhìn nhận được cái hành trình sự nghiệp của mình, đâu đúng, đâu sai, đâu nên là đâu không. Đó, cái kiểu là vậy. Và My còn đang nhìn thấy một cái năng lượng là hiện tại tụ bài số 1 bạn chưa có tận dụng tối đa được cái quy luật của luật hấp dẫn, Law of Attraction và Manifestation. Mình thấy bạn chưa có tận dụng tối đa, nhưng mà sắp tới ở đây là một cái năng lượng bạn kết nối lại với cái phần tâm thức, rồi bạn kết nối lại được với cái phần trực giác năng lượng bên trong con người của mình á. Có nghĩa là khi mà bạn muốn cái điều gì đó khao khát trong trái tim của bạn mà để nó đạt được cái mục tiêu sự nghiệp á, mình đang thấy là bạn quay trở về, bạn suy nghĩ việc đó thiệt là nhiều, bạn thả lỏng để bạn nhắm tới, đào sâu, hướng thẳng đến cái điều mà bạn khao khát đó, để bạn tỏa ra một cái năng lượng, và cái năng lượng đó thì tương tác với vũ trụ, để kiểu như ông trời tiếp tay chung với bạn để giúp bạn đạt được cái mục tiêu trên sự nghiệp của mình đó, ý mi vậy. Thành ra là hiện tại mi đang nhìn thấy là bạn chưa tận dụng tối đa, nhưng mà sắp tới bắt đầu là bạn đã lặng lẽ hơn, bạn suy nghĩ chiêm nghiệm nhiều hơn về cái mục tiêu sự nghiệp của mình, mà như vậy mà nó tạo ra được cái năng lượng của hai cái lá bài bánh xe số phận, nó xoay này. Vậy thì quá trình mà bạn suy nghĩ nhiều như vậy, bạn kết nối lại với năng lượng và tâm thức của mình như vậy, bạn sẽ nhìn ra được nhiều điều, và đặc biệt là bạn sẽ biết mình cần có được cái sự giúp đỡ ở đây. Và đặc biệt là trong trải bài của các bạn có một cái lá bài là The Sun, là mặt trời. My vừa mới nói là kết hợp với lại phần tâm thức, chạm vào bên trong con người, coi là mình thích cái gì nhất, mình khao khát cái gì nhất, mình mong muốn cái gì nhất ở trên cái hành trình sự nghiệp này. Bằng một cách nào đó, khi mình quay ngược cái lá bài này lại, thì mình thấy được rằng là thì ra là những cái gì mà My chia sẻ vừa xong với các bạn từ bài số 1, có nghĩa là bạn quay trở về để bạn chạm, để mà bạn nhìn thấy, để mà bạn kiểu giống như là yêu thương đứa trẻ nội tâm của mình. Bởi vì có vẻ như ở đây nè,
các bạn tụ bài số 1 chắc có lẽ là cái khoảng thời gian vừa qua bạn cảm thấy nó mờ mịt lắm. Mà khi nó mờ mịt thì trong lòng của bạn nặng trĩu, có nghĩa là nội tâm của bạn nặng trĩu. Mà nội tâm là inner child, có nghĩa là đứa trẻ trong tâm hồn của bạn nó nặng trĩu. Đó, thành ra có lẽ là vì vậy cho nên mình thấy là bạn thả lỏng ra nghỉ ngơi và bạn kết nối lại. Đấy, như từ nãy đến giờ mình chia sẻ thì ra bạn một cách vô thức bạn đang bắt đầu là ôm ấp lại và xoa dịu đứa trẻ ở trong trái tim của mình đây. Có lẽ là vì vậy mà the sun nó nằm kế bên heart, là trái tim. Đây, bạn tìm lại được cái nhịp á. Rồi, chắc là mình sẽ nhìn thêm cái lá bài này một chút xíu, tụ bài số 1 nhé. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 1 thấy rõ năng lượng của lá bài mặt trời và hành trình sự nghiệp của tụ bài số 1 phía trước sẽ ra sao. 2 7. Ok, 1 xu và 2 kiếm, bánh xe số phận các bạn nhé. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 1 thấy rõ hành trình sự nghiệp phía trước cũng như năng lượng của lăn bánh xe số phận là gì. Hiệp sĩ kiếm và chính gậy cũng như lá bài là The Fool, nàng khờ. Vậy thì với cái lá bài chính gậy này nè, mi để cho các bạn tụ bài số 1 bạn nhìn nhé. Không hiểu vì sao cái lá bài này mi đang có một cái cảm giác mà nó có năng lượng powerful, nó hay lắm. Ở đây mi để cho tụ 1 bạn nhìn, đừng để ý giới tính nam nữ gì hết, tất cả đều là tụ bài số 1 đây. Đây là tượng trưng đại diện cho bạn tụ 1. Bạn có thấy là sau lưng á, cái người này cái tư thế đứng rất là cương trực nha. Sau lưng ba cái người này có cái giống như là ba cái người giống như thần á. Giống như thần, cái bóng mờ mờ như thế này đâu phải là người đâu. Đó, bóng mờ mờ như thần. Rồi mấy cái cây gậy yểm trợ sau lưng. Tự nhiên nó xuất hiện cái chữ yểm trợ trong đầu của mi. Thành ra mi đang nhìn thấy như thế này là các bạn tụ bài số 1 bây giờ cái hoàn cảnh này. Bạn nhớ là tất cả các trải bài của mi đều là timeless, có nghĩa là không có cái thời gian cố định nha. Bất kể khi nào bạn cần biết về cái chủ đề và năng lượng vũ trụ hướng bạn vào tụ bài nào thì nội dung thông điệp của trải bài đó là đều dành cho bạn ngay khoảnh khắc bạn coi cái video. Ok, rồi quay trở lại. Vậy thì cái khoảnh khắc này đây của tụ bài số 1, bạn đang đứng ở giữa tranh sáng và tranh tối. Có nghĩa là bây giờ công ăn việc làm sự nghiệp của bạn nó rối mà nó lộn xộn. Nhưng mà nó chỉ còn một khoảnh khắc nữa thôi là mọi thứ nó ổn, nó yên và bạn nhảy qua một cái giai đoạn mà bạn lúc nãy đoạn đầu khi vào video mình có nói là bạn đang đi đúng hướng đó để đạt cái điều mà bạn muốn. Rồi, đoạn đầu mình cũng nói hình như có ai đó hỏi giúp bạn. Người thật giúp bạn cũng vậy, mà một cái năng lượng dẫn đường giúp bạn cũng vậy. Có một cái năng lượng bạn không có đơn độc. Ý mình là vậy, bạn không có đơn độc. Thành ra là mình đang nhìn thấy được rằng là khi mà bạn đã cố gắng vẫy vùng, cố gắng làm việc, xoay sở suốt khoảng thời gian qua rồi mà sao bạn cảm thấy nó cứ rối. Ráng thêm một chút xíu nữa thôi, tụ bài số 1 vẫn là đoạn đầu mới kêu rằng là bạn đang đi đúng hướng. Bạn cảm thấy hơi mập mờ thì nghỉ ngơi bớt đi. Đây, thả lỏng bớt đi. Đó. Đấy, dẫu sao đi chăng nữa bạn thả lỏng bớt đi. À không, lá bài này mình phải bỏ qua một bên mới được. Vì cái lá bài Mystic này mình vẫn muốn để đây. Vì cái năng lượng này giống như là đấng bảo hộ, một cái năng lượng mà chúng ta không có gọi tên được đang song hành với các bạn tụ bài số 1. Mặc dù người sống và người làm việc thì vẫn là các bạn thôi. Nhưng mà tự nhiên nó có một cái dạng thức mà giống như là năng lượng vậy. Thành ra mình đang nhìn thấy rằng là khi quay trở lại đoạn mà mi có nói với các bạn chỉ cần quay, bạn thả lỏng nghỉ ngơi nè, rồi bạn quay trở về đúng cái điều mà bạn khao khát trong tim của bạn nhất thật là mạnh để bạn giống, để bạn phát ra cái năng lượng và nó vũ trụ hay chúng ta gọi bình dân một chút xíu là ông trời đi. Ông sẽ biết cái điều ước nguyện của các bạn, ông trời ông sẽ biết cái lời cầu nguyện của các bạn. Đó, ý mình là như vậy. Thành ra ở đây nó có một cái lá bài nè. High Priestess rồi nó chủ về là năng lượng của cái bí mật, một những cái bí ẩn, để năng lượng nữ tu. Thành ra là mọi thứ nó xảy ra, nó xoay chuyển thế nào bạn không có cần biết luôn á, tụ bài số 1, bởi vì nó là cái bí mật, thành ra có những điều bạn cũng không thể nào biết rõ hết được. Thậm chí mi cũng không biết rõ hết được mà bạn cũng chẳng cần phải biết, đó là bí mật của vũ trụ kiểu vậy. Nhưng mà mi nhìn ở cái trải bài này rõ ràng là bạn chỉ cần ráng thêm một chút xíu, kiên nhẫn một chút xíu, bình tĩnh lại một chút xíu nữa, rồi vẫn cứ giữ cái năng lượng gọi là quyết tâm của mình, cái lời cầu nguyện của mình,
Đó, cái kiểu vậy. Thành ra là tự nhiên mới đang nhìn thấy được rằng là bạn sẽ tạo ra cái luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút cái điều bạn cần đến, thậm chí bạn thu hút cái người nào mà họ sẽ cho các bạn lời khuyên luôn nè. Đó, thành ra sẽ khả năng là sẽ sắp tới có ai đó họ xuất hiện, họ đề nghị với các bạn từ bài số 1 một cái đề xuất nào đó, một cái cơ hội nào đó mà có thể bạn sẽ bị 50-50, không biết có quyết định như thế nào đây. Rồi bắt đầu là cũng hơi bối rối, cũng hơi theo kiểu là không có tự tin mấy, rồi kiểu giống như là hả, thiếu một chút xíu gì đó nó đủ động lực để nó thôi thúc các bạn kiểu lựa chọn, kiểu phân vân, giống giống vậy. Nhưng mà một lần nữa bạn hãy hình dung ở đây nó có một cái năng lượng spirit ở đây mới nói nhé. Rồi spirit, rồi ở đây vẫn có là năng lượng là bạn không có hề đơn độc, vẫn còn có những cái năng lượng của đấng bảo hộ, chư thiên, long thần hộ pháp, chúa trời đó, gia tiên, nhiều lắm những cái năng lượng mà bao vây xung quanh các bạn. Tụ bạc số 1 mà năng lượng sáng nha các bạn nha, sáng đó. Thành ra là lá bài này hai kiếm, mi vẫn đang có một cái cảm giác rằng là có những thứ tụ bài số 1 bạn suy nghĩ phân tích bằng kinh nghiệm của mình, bằng kiến thức của mình, bằng giống như là bằng trí tuệ của mình á, nhưng mà nó cộng thêm một cái nữa là cái khả năng trực giác của các bạn. Khả năng trực giác có nghĩa rằng là sẽ có đấng bảo hộ dẫn đường, gửi cho bạn tín hiệu để bạn tự tin mà bạn quyết định rằng là có nên đón nhận cái cánh cửa cơ hội mới này hay không. Khi mà có người xuất hiện, họ đề nghị, tại vì dẫu sao đi chăng nữa thì trong trải bài của các bạn nó đã có hai cái bánh xe số phận ở đây. Mi vẫn đang thấy năng lượng của một cái sự thay đổi nó đang diễn ra, mà dĩ nhiên thay đổi này sẽ giúp bạn vượt qua những cái trở ngại khó khăn mà bạn trụ lâu quá rồi. Mi thấy bạn trụ lâu ơi là lâu rồi. Đó, và cái lá bài The Fool này nó vẫn đang nhìn thấy rằng là nó càng khẳng định, xác định là sẽ có cái sự thay đổi tốt hơn trên cái hành trình sự nghiệp phía trước, mở ra một cái cánh cửa cơ hội mới, một cái sự thay đổi khác đi cho cái sự nghiệp của tụ bài số 1 phía trước. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là cái lá bài Knight of Swords này mình vẫn đang nhìn thấy được rằng là nó phải có một cái gì đó nó khẩn trương và nó nhanh lên ở phía các bạn tụ bài số 1 này. Nhưng mà cái nhanh này á, là chỉ khi mà mình phải xin sự dẫn đường của ông trời. Rồi, kiểu giống như là bạn cảm nhận sâu sắc, bạn sử dụng tận dụng trực giác sâu sắc. Hỏi là bằng cách nào, mình hỏi rằng là bằng cách nào để mình xin cái sự dẫn đường, chỉ đường của ông trời được. Chỉ đơn giản là bạn suy nghĩ thật kỹ về cái lời đề nghị hay một cái cánh cửa cơ hội đó, rồi bạn xin là ông trời chỉ đường giùm cho con hay cho tôi gì đó. Hoặc là bạn có một cái niềm tin vào một cái một niềm tin chánh tín nha. Có nghĩa niềm tin nó đúng đắn vào một cái năng lượng hay vào một ai đó, thì bạn xin họ chỉ đường, dẫn đường cho mình đi. Đó, rồi tự nhiên bạn sẽ bắt được vài những cái dấu hiệu, bạn bắt được vài những cái tín hiệu là bạn biết là bạn sẽ phải là quyết định ra sao và nên làm gì đó. Đó. Rồi quay trở lại, mình vẫn đang nhìn thấy được là với lá bài Knight of Swords đây là phải có những cái hành động quyết định nhanh, nhưng mà nó nhanh chỉ khi là bạn đã có những cái sự cảm nhận sâu sắc. Và cái nhanh này á, nó chỉ là khi bạn đã hỏi ai đó mà họ là cái người có thể sẽ là chuyên nghiệp hoặc là bậc thầy về cái lĩnh vực đó. Mi đang có cảm giác như vậy sẽ giúp bạn xóa tan đi cái cảm giác mà nó hơi 50-50 trong lòng, để tránh những cái trường hợp mà bạn sẽ đưa ra những cái quyết định mà nó vội vã đó. Mi đang nhìn thấy là như vậy. Thì chắc là tụ bài số 1 bạn sẽ tìm thầy đó, kiểu giống như bạn tìm thầy để mà bạn hỏi, để tránh cái trường hợp cảm xúc của mình lên cao quá. Bởi vì ở đây nè các bạn, thực sự ra là các bạn tụ bài số 1 với cái bài Initiate of Pentacles, mình vẫn đang cảm giác được rằng là bạn sâu thẳm thì bạn cũng kỹ tính, sâu thẳm thì bạn cũng kỹ tính. Nhưng mà không hiểu vì sao dạo khoảng thời gian gần đây mi bắt được cái năng lượng công việc của các bạn á, bạn khá là hăm hở, nhiệt huyết, bạn khá là hào hứng, mà theo kiểu nó đang không có được những cái kế hoạch, nó đang không có được những cái sự kiểm soát, nó đang thiếu một cái leadership ở đây. Giống như mình chỉ nhắm vào những cái việc vặt và mình rất là hào hứng. Mình nhắm vào việc rời rạc và mình rất là hào hứng. Chứ mình không có được một cái giống như một cái mục tiêu, một cái chiến lược cụ thể, sau đó mới bẻ nhỏ ra từng cái việc làm nhỏ nhỏ. Và bạn chỉ đang nghĩ giống như là tụ bài số 1, giống như mình đang nhìn thấy là bạn nghĩ là mình nên làm cái này, mình nên làm cái kia và mình nên làm cái nọ. Nhưng mà cái này, cái kia, cái nọ nó có đồng nhất với nhau cùng một cái phong cách hay không? Cùng một cái chiến lược hay là không? Cùng một cái màu sắc hay là không? Đó,
nó không có thực sự là đúng cái thứ tự đó, kiểu vậy. Đáng lẽ mình nghĩ cái chủ đề trước sau đó đi vô việc chi tiết. Thành ra ở đây mình đang có một cái cảm giác là tụi một bạn đi quá sâu vào trong chi tiết, nhưng nó không có cái chủ đề, nó không có cái phong cách và nó không có cái chiến lược lớn tổng á. Đó, có lẽ đó là lý do mà cái công ăn việc làm, cái sự nghiệp của bạn rồi sẽ có cái sự thay đổi tốt hơn thôi. Nhưng mà tốt hơn với cái điều kiện là bạn thả lỏng nghỉ ngơi, và mới thấy là bạn sẽ thả lỏng nghỉ ngơi. Và tại vì dạo gần đây bạn thấy là đụng đâu nó không thuận đó, đụng đâu nó không thuận đó như bạn. Đấy, thành ra lớp nãy mình nói tụi một bạn kiên nhẫn thêm một chút, bạn ráng một chút xíu thôi. Bạn đang ở trong cái giai đoạn trên sáng với trên tối, bạn đang từ từ vượt qua cái giai đoạn mà tối 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 để nó tới một cái giai đoạn sáng rồi. Đó, nhưng mà để cho nó sáng thì chỉ cần cái giai đoạn này là sắp xếp lại mọi thứ nè. Mà cái quan trọng ở chỗ này là xin một cái lời khuyên từ những cái người mà thông thái hơn, người có kinh nghiệm, người có trải nghiệm, và đặc biệt xin cái sự dẫn đường từ đấng bảo hộ. Tại đây là một cái lá bài nó mang cái năng lượng kết nối của năng lượng tâm linh cũng như là trực giác. Đặc biệt bạn nhận thêm co-create with spirit, là đây là một lá bài vũ trụ hãy đang khuyến khích bạn hãy phối hợp với lại cái phần tâm thức của mình nữa cơ mà. Đó, nó là như vậy. Thành ra rốt cuộc cuối cùng mình tổng kết lại cái hành trình sự nghiệp của các bạn, tụi bài số 1 phía trước sẽ có cái sự chuyển đổi tốt đẹp hơn. Rồi, cái thứ hai nữa, bạn sẽ đưa ra được những cái quyết định rất nhanh sau khi bạn sắp xếp lại kế hoạch của mình và hỏi xin nhờ sự hướng dẫn hay là lời khuyên, chia sẻ, san sớp, giúp đỡ từ những cái người khác nữa. Và bạn sẽ vượt qua cái hơi mập mờ, hơi chướng ngại ngay lúc này của các bạn tụi bài số 1, để rồi bạn đi tiếp the sun, mặt trời, để bạn thấy rõ con đường của mình, bạn thấy rõ cái quyết định của mình, bạn thấy rõ những cái đường đi nước bước, rồi xong sau đó bạn phóng ngựa đi tới thôi. Mình đang có một cái cảm giác với lá bài Ace of Pentacles, đặc biệt là Initiate of Pentacles, đây hai cái lá bài này, mình có cảm giác là hành trình sự nghiệp của các bạn tụi bài số 1 nó đang chuyển qua cái năng lượng mà nó tốt hơn. Cơ hội này là cái cơ hội có thể giúp bạn có thể ổn định về công việc và là cả cuộc sống, về phương diện là tài chánh hay là tiền bạc. Đây không có lo, mình không thấy bạn nên lo về góc độ đó, chỉ có cái là sắp xếp lại công việc cho nó ổn rồi tìm đường để đi thôi, chứ còn về tài chính thì không có vấn đề gì cả để mà các bạn tụi bài số 1 phải lăn tăn. Đó, nó là như vậy. Rồi, bạn hãy luôn ủng hộ My với tụi bài số 1 nhé. Bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp My, bấm like, yêu thích video này và cho My thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Với cái năng lượng này, My đang thấy là hành trình phía trước tụi bài số 1 sẽ có nhiều việc làm lắm. Kiểu như việc này, việc kia, việc nọ, trách nhiệm này, trách nhiệm kia, trách nhiệm nọ, nhiều chuyện để mình phải cố gắng, mình nỗ lực, mình làm. Nhưng nó là tín hiệu tốt, cái đó không phải là tín hiệu xấu các bạn nhé. Rồi, là nhiều việc để làm này. Rồi, và bạn bạn có hỏi là làm có thành công hay không? Làm có ra tiền? Tiền thì lúc nãy mình đã nói bạn không cần phải lo về tiền nha. Cho nên cái trái tim này nó vẫn đang cho mình có cảm giác bạn rồi sẽ hài lòng với cái con đường bạn đi, với cái hành trình sự nghiệp bạn sẽ hài lòng. Và nó sẽ ra cái kết quả, vì trái tim mà, các bạn hình dung cái cảm xúc rất là đẹp. Nó sẽ ra một cái kết quả mà bạn sẽ hài lòng nè. Một cách nào đó mình sẽ dùng cái chữ thành công được cho các bạn. Nhưng cái quan trọng hơn hết là bạn vượt qua cái giai đoạn này thôi, thì con đường phía trước nó thông cho các bạn lắm. Với cái lá bài The Sun này là nó thông. Thậm chí bạn nhìn thấy cái lá bài Knight of Swords, một cái người hiệp sĩ, họ thể hiện một cái quyết tâm cao độ, như là cái quyết tâm của tụi bài số 1 đi đến cho tận cùng cuối con đường luôn. Đó, hai cái lá bài này nè, nó vẫn thể hiện cho mình nhìn thấy được cái năng lượng của bạn là đẹp. Cái con đường đúng là tụi bài số 1, bạn sẽ nhìn thấy nè, cái người hiệp sĩ này bây giờ cái con đường nó đang hơi bị trở ngại gồ ghề nè. Nhưng cái quan trọng ở chỗ là cái người hiệp sĩ này vẫn đánh để cho ngựa nhảy cao lên, phóng vượt chướng ngại vật đó. Có nghĩa là cái trở ngại hiện tại bây giờ của tụ bài số 1 không sớm thì muộn bạn vượt qua được. Vì bạn không có đơn lẻ mà bạn vượt qua. Bạn có cái sự dẫn đường, bạn có cái sự soi đường, chỉ đường. Đó, thành ra là bây giờ bạn thả lỏng một chút xíu. Ngay cái lá bài đại diện chọn tụ là đã thấy bạn thả lỏng ra, để bạn có thể quay trở về xoa dịu cái nội tâm của mình. Rồi mình mới biết rằng là mình muốn cái gì, sợ cái gì, thích cái gì. Rồi từ đó mới bắt đầu là bạn sửa lại cái con đường của bạn đi, thông qua cái việc là bạn sửa cái phong cách trước. Nãy bạn còn nhớ mình nói không? Rồi sửa cái chủ đề trước, rồi có nghĩa là sửa cái chiến lược trước, sửa cái mục tiêu. Xong chứ không có phải là sửa những cái việc nhỏ trong đó đâu. Thậm chí như thế này bạn sẽ nhìn thấy nè, hai gậy cũng vậy. Đây là một người đang ngồi lên kế hoạch. Một người lên kế hoạch đấy. Thành ra là bây giờ là một cái thời điểm mình đang thấy rằng có lẽ là nó sẽ mở ra một cái giai đoạn bạn sửa lại cái kế hoạch của mình. Tụ một
sắp tới bạn sẽ sửa lại rồi để cho nó tương thích cái hành trình, để nó ra một cái kết quả đẹp cho tụi bạn số 1 nha. Đến đây mình sẽ tạm ngừng. Chúc mọi sự hanh thông thuận lợi và bạn nhanh nhận được những cái tín hiệu dẫn đường cũng như có những cái lời khuyên từ những người kinh nghiệm trải nghiệm để giúp bạn có thể khai thông ra cái hành trình phía trước tụi 1 nhé. Chúc phước lành. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn tụi bạn số 2. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ bà số 2, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là hành trình sự nghiệp phía trước của tụ bà số 2 sẽ ra sao. Thì ở đây bạn có một cái bouquet giỏ hoa, nó nằm ngay dưới một cái lá bài là Empress, hoàng hậu. Tự nhiên mình đang có một cái cảm giác, mình sẽ để cho các bạn xem một chút xíu nha. Rồi đây. Ở đây như thứ tự như thế này mới đúng chứ. Mình đang thấy được là cả một cái gia đình rất là hạnh phúc đang trồng hoa. Rồi sau đó thu hoạch, gặt hái được cái những cái bông hoa xinh đẹp ở ngoài vườn vào trong cắm cái giỏ hoa này. Thì nếu như chúng ta nói là cái hành trình sự nghiệp phía trước của các bạn tụ bài số 2, mình đang có một cái cảm giác là bạn sẽ có một cái kết quả đẹp. Và cái lá bài bouquet này, thậm chí cả là Empress, hoàng hậu, nó cho năng lượng của sự thịnh vượng. Thịnh vượng này liên quan đến là tài chánh, tài chánh với lại là tài lộc, công ăn việc làm, cái kết quả, cái hành trình phía trước thì bạn không lo đấy. Nhưng tuy nhiên, ở ngay cái lá bài đại diện chọn tụ khi mình chỉ cái lá bài đại diện chọn tụ, mình mới nhìn thấy đây là cái trụ đá chủ về là thạch anh vàng á, nó chủ là về cái sự thịnh vượng đấy. Trong dân làm ăn người ta cũng thích cái thạch anh vàng, rất là hay ha. Năng lượng vũ trụ chỉ bạn vào chọn cái viên đá này để cho chúng ta có thể kết nối được với bouquet ở đây đó. Vậy thì ở đây là ngay lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, view from above, có nghĩa là cái tầm nhìn ở trên cao, và mình đang thấy nó song song với cả là seahorse là con cá ngựa. Bạn sẽ thấy nó rất hay chỗ này, con cá ngựa watch and wait, có nghĩa là chờ đợi một chút. Watch là quan sát, and wait là chờ đợi. Rồi cái người ở trên cái lá bài này là đang nhìn qua companion. Con seahorse cũng vậy, đang nhìn qua companion. Bạn đang nhìn thấy không? Hai cái nhìn nó đều đang đổ dồn vào companion. Nó có nghĩa là giống như là một cái người song hành nào đó với các bạn tụ bài số 2. Một cái người hỗ trợ nào đó với các bạn tụ bài số 2. Vậy thì ở đây là ông trời vũ trụ đang muốn các bạn á nhìn xa một chút xíu, nhìn cao một chút xíu, nhìn xa một chút xíu và nhìn cao một chút xíu liên quan đến đồng đội, đồng nghiệp, hoặc là cái người mà song hành với các bạn. Những cái người mà làm chung với các bạn đây này, để trồng cái ruộng hoa này của các bạn, mình đang có một cái cảm giác là như vậy. Phải cân nhắc. Vì nếu như mà cái người mà song hành làm công việc này với bạn, trên cái hành trình sự nghiệp này với các bạn á, họ cùng kiểu giống như là cùng năng lực và cùng cái chính kiến giống như các bạn, thì mọi chuyện nó dễ hơn rồi, không nói. Nhưng mà ở đây mình đang có một cái cảm giác là khả năng là ở cái hiện tại hoặc là quá khứ vừa qua, có thể cái quá trình diễn biến sự nghiệp, công ăn việc làm của tụ bà số 2 nó có nhiều cái chưa có được thuận lợi như ý bạn muốn. Thậm chí nó sẽ có nhiều những cái chuyện nó hơi dầu sôi lửa bỏng một chút xíu. Đó, thành ra nó có thể sẽ là nguyên nhân xuất phát từ một đối tượng cụ thể nào đó đang song hành bên các bạn. Tụ bà số 2. Thành ra là đã đến lúc bạn lùi lại một chút xíu, bạn nhìn xa một chút xíu. Để bạn tính lại cái nước cờ của bạn. Thậm chí ở bên này My cũng đang thấy tụ bài số 2 nè. Bạn hình dung nhé. Cái người này không biết Teacher, vậy là cái người giáo viên rồi. Giáo viên này bên dạy vẽ ha. Ngồi ở trong cũng vậy, hay ở trên cũng vậy. Nhìn ra cái cửa sổ trong căn phòng, nhìn ra cửa sổ thấy mấy em học sinh đang chơi như thế này, thì có nghĩa là cái người giáo viên này quan sát hết tất cả học viên của mình. Nó tương tự như companion, là quan sát hết tất cả những người trong nhóm của mình, trong đội của mình, nhân viên của mình hay là đồng nghiệp của mình. Những cái người mà sẽ tương tác chung với mình, làm việc chung với mình trong cái đội của mình. Đó, cái người này họ nhìn từ xa. Nó có cái sự cẩn thận ở đây.
Đó, thành ra mình đang vẫn đang nhìn thấy một điều rằng là cái kết quả ok mình thống nhất với nhau cái kết quả thịnh vượng các bạn nhé, hành trình phía trước sự nghiệp của các bạn là thịnh vượng nhé. Nhưng mà cái đoạn ở giữa này nè, cái đoạn ở giữa này là hình như mình đang có một cái cảm giác là các bạn tụ bài số 2 rồi sẽ tính lại cái đường đi của mình, bạn sẽ tính lại cái nước cờ của mình, vì ở đây có vẻ là có một cái cảm giác mình đang nhìn thấy được là có cái sự bất đồng quan điểm ở đây. Nó đang có cái sự trái ý kiến ở đây, đâm ra là nó làm cho mỗi người chưa có nghĩ thông được thì nó sinh ra cái trở ngại hiện tại. Đó, bởi vậy có lẽ là mỗi một người đều đang phải cân nhắc nhìn lại, tại vì với cái năng lượng mà không có đồng nhất giống như vậy nè, không có cùng một chí hướng, không có cùng một cái thống nhất, không có cùng một cái màu sắc, không có cùng một cái chiến lược, không có cùng một cái đường đi, thì dĩ nhiên các bạn biết là đi tới là đi đâu rồi đó. Ví dụ như cái này các bạn tụ bạch số 2, bạn có thể dễ nhìn thấy đang trồng từng mỗi cái luống rau, chắc rau ha, còn hoa thì ở sau. Cái luống rau này mỗi một người như vậy thì có một cái cách là muốn đặt cái giỏ, cái này gọi là cái gì, mình không giỏi nông nghiệp cho lắm, nói chung là những cái rau đi ha, cái cây rau, đặt cái cây rau xuống, người thì muốn cái kiểu này là phải đi thẳng cái đường này, thì người thì muốn đi cái đường zigzag, người thì muốn đi hẳn ngược chiều lại 90 độ khác hẳn luôn. Thì bạn hình dung rốt cuộc cuối cùng cái ruộng rau này thì nó đâu có ra cái gì đó kiểu vậy. Thì đang có cái năng lượng mới đang thấy hơi bất đồng quan điểm một chút xíu, đâm ra nó làm cho bạn tụ hai có thể bạn sẽ không hài lòng, đối phương cũng sẽ không có hài lòng, và mỗi một người như vậy đều cảm thấy nó hơi bất an, hơi lo lắng cho cái công việc này, cho cái dự án này, cho cái hành trình sự nghiệp này đó. Đang hơi trở ngại chút xíu. Hoặc là có thể tụ bài số 2, bạn vô tình bạn phát hiện ra một cái người nào đó họ đang đi ngược lại cái tiêu, có nghĩa là bạn nhìn xa trong rộng và bạn sẽ phát hiện ra một cái người nào đó họ đi khác lại cái quan điểm, hoặc là họ có những cái quyết định hay là những cái ý kiến mà nó không có chánh thống, nó không có hoàn toàn gọi là chân thành hoặc là trung thực nữa luôn. Thậm chí sẽ có một nhóm nhỏ tụ bài số 2 gặp cái trường hợp giống vậy, bạn phát hiện ra cái điều đó nữa không chừng. Đâm ra nó làm cũng sẽ có thể giúp nó cũng có thể sẽ khiến tụ bài số 2 hơi hơi bất an một chút xíu. Nhưng mà chung quy ở đây mình vẫn đang nhìn thấy rằng là với cái lá bài The Fool này á, là cái việc mà tụ bài số 2 và cả những cái người mà có liên quan làm chung với các bạn, không sớm thì muộn, kiểu giống như là mọi người sẽ start up lại, có nghĩa là bắt đầu lại hay là khởi động lại hay là mới lại sau một cái khoảng thời gian mà mình đánh giá, mình nhìn xa hơn chút xíu và mình phát hiện những cái gì mà nó không có đồng nhất với nhau á. Đó, thành ra là nó mới khiến mọi người tính lại cái nước cờ của mình. Bữa nãy mới nói là tính lại cái nước cờ của mình một chút xíu, cho nên là nó có một cái năng lượng là sẽ làm lại, làm mới ở đây này. Nó cũng giống như là thu keo này ta bày keo khác á. Xin vũ trụ hãy cho tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài The Fool, cũng như là chặng đường sự nghiệp phía trước của tụ 2 sẽ như thế nào. Ok, 5 ly đó. Kiểu thu keo bài này tao bài keo khác, chỉnh lại hết. Thì Hermit là ẩn sĩ rồi, này là cái gì đây? Wow, ba kiếm và cái lá bài này là chín gậy. Rõ ràng ở đây là cái quá khứ gần thôi, với lại cái hiện tại của tụ bài số 2, công việc đó, nó không được suôn sẻ như ý bạn muốn. Và nó khiến tụ hai lui về hậu trường. Này là có cái năng lượng của cái người thân cận, họ không có trung thực, không có chân thành này. Đấy, tóm lại vậy. Quay lại thì cái lá bài này đang cho mình nhìn thấy tụ bài số 2 đúng là có thất vọng chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là bạn biết rằng là chuyện nó không có thuận như vậy rồi, thì cái tính trách nhiệm của tụ bài số 2 được đẩy lên cao, cao hơn nữa. Và cái lá bài này bạn nhìn thấy là một người đang nghiên cứu hết sức, đang tập trung học, tìm và lên kế hoạch, tính lại cái nước cờ như lúc nãy mình nói với các bạn đó. Và bạn kiểu giống như ở đây mình đang nhìn thấy là tụ bài số 2, bạn phát hiện ra vấn đề là bạn cắt cái cụp vấn đề đó. Năng lượng làm mới lại nè. Đấy, phát hiện vấn đề, cắt vấn đề đi. Rối rắm đúng không? Xóa tan cái rối rắm đi, nhức đầu. Bà kiếm, đúng là trái tim của tụi bà hơi phiền một chút xíu, hơi muộn chút xíu, chả sao, vấn đề nó chỉ là đang thể hiện là phiền thì phiền, nhưng mà bạn vẫn có cái action, bạn vẫn có cái hành động của bạn. Bên đây mới nói cái tính trách nhiệm của tụi hai nó đại lực kéo lên cao, nhờ vậy mà bạn lại tìm ra được đường khác.
Nhờ vậy bạn lại nghiên cứu thêm nhiều những cái hướng khác. Nhờ vậy mà bạn có những cái bài học mới rất là hay luôn. Đó, bởi vậy cho nên có lẽ đó là cái nhân á, để nó ra được cái quả của cái bouquet, cái giỏ hoa này, cũng như cái lá bài mà Empress mình nó có cái năng lượng thịnh vượng nè. Đó. Và ở một cái nhóm, một cái góc độ khác chứ, một cái góc độ, một khía cạnh khác, mình thấy một nhóm tụ bà số 2 có thể là cái sự việc vừa qua khi mà bạn phát hiện ra, bạn nhận ra được, vì bạn đánh giá lại mọi thứ mà bạn phát hiện, bạn nhận ra được những cái người mà họ không có đồng nhất, những cái người mà bạn phát hiện ra cái hành vi của họ có thể nó đã chạm đến cái lòng kiêu hãnh của tụ hai, có thể nó đã chạm đến cái lòng tự tôn của tụ bà số 2. Nhờ vậy mà bạn lại càng cố quyết tâm tìm ra cái cách để mà bạn làm lại mọi thứ ở đây nữa. Ở đây mình vẫn có thể sẽ gọi là trong cái rủi nó có cái may cho tụ hai là như vậy. Ok, để xem còn gì để chia sẻ với các bạn nữa hay không nhé. Bạn hãy luôn ủng hộ My với nhé, bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp My, bấm like yêu thích video này và cho My thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn các bạn tụ hai. Xin vũ trụ hãy cho tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài The Fool và hành trình sự nghiệp phía trước của tụ bài số 2. Làm lại đó, năng lượng làm lại. Dĩ nhiên cái mới lúc nào nó cũng tốt hơn cái cũ mà các bạn. Rồi. Khi mà mình nhìn ba cái lá bài này nó strong, nó mạnh cực kỳ luôn ấy. Tụ hai mình sẽ cho bạn nhìn thấy là ba cái lá bài này nó thiên về một cái lý trí mạnh mẽ của tụ bài số 2 nha. Bây giờ bạn nhìn thấy ba cái chữ này nó giống nhau không? Đó, ba cái thanh kiếm, ba cái năng lượng kiếm nó đồng nhất, nó gấp 3, triple, nó gấp 3 lên luôn. Tự nhiên nó đang cho mình cảm nhận được thấy cái kiểu là bạn phải làm lại mọi thứ mà. Thành ra ở đây mình đang nhìn thấy là bạn không có cái năng lượng nhân nhượng gì ở đây hết. Bạn phải đào cho nó sâu vào được cái sự thật, bạn biết được cái kiểu giống như là bạn đã biết được cái bộ mặt thật rồi, cái đối tượng nào đó. Ở đây với cái lá bài này nè, My đang nhìn thấy rằng là bạn sẽ có những cái cách mà trừng phạt và xử lý những cái đối tượng đó cho nó xứng đáng. Tại vì làm cho bạn áp lực quá trời, làm cho công việc á, công việc chung, công việc riêng, bất kể nó trở ngại, nó không thuận lợi suốt thời gian qua. Thành ra ở đây với một cái năng lượng là khi nó sốt, là một cái năng lượng nó mạnh đến mức độ là một khi mà bạn đã xong xuôi hết cái nước cờ của bạn, bạn đưa ra một cái quyết định cuối cùng, nó là một cái quyết định như đinh đóng cột. Cảm thấy là như vậy. Bởi vậy cho nên á, bằng một cách nào đó đây là bạn là cái người thiết lập lại trật tự, thiết lập lại trật tự. Thành ra là những cái người mà linh tinh lang tang là bạn xử lý hết, đã làm cho bạn muộn phiền buồn quá trời mệt á, suốt khoảng thời gian qua đó. Thành ra có thể là mấy cái người kia họ sẽ không còn cái cơ hội để mà họ loay hoay gì nữa đâu. Đây là một cái năng lượng, thậm chí ở đây là một cái lá bài Hangman, nó đang cho mình nhìn thấy là tụ bài số 2 bạn đã rất là cố gắng để mà bạn cân nhắc nhiều cách, bạn cân nhắc nhiều hướng lắm rồi, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng cái biện pháp mạnh, bạn vẫn phải sử dụng một cái biện pháp mạnh để bạn hiểu rõ, hiểu sâu cái sự thật. Rồi bạn đã phải tự thân vận động suốt khoảng thời gian qua nữa chứ, mệt ơi là mệt nữa. Thành ra là một cái năng lượng mà của cái đầu rất lạnh, một cái tính quyết đoán, và bạn đã có cái bạn sắp đặt lại được mọi thứ, nó ăn khớp, nó hợp với nhau, logic lại với nhau rồi á. Là bạn giống như là chỉ có chiến thôi, cho nên bạn start up lại hết mọi thứ, và cái con đường nó sẽ sạch hơn, nó thông hơn so cho các bạn tụ bài số 2. Đó, trước mắt là như vậy. Nó là một cái năng lượng bạn đã tạo ra cái sự thay đổi, với bạn đã tạo ra cái năng lượng của cái sự thanh lọc ở đây rồi đó, tụ tụ hai. Thành ra là đến đây mình sẽ tạm ngừng lại các bạn nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những trải bài kế tiếp. Chúc các bạn tụ bài số 2 có được nhiều hơn nữa cái sự hanh thông thuận lợi và nhiều hơn nữa cái sự hỗ trợ. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 3, đây là trụ đá và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau.
Các bạn tụ bài số 3, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là hành trình sự nghiệp phía trước của các bạn tụ 3 sẽ như thế nào. Ở đây My đang nhìn thấy được là Dolphin và Tower, hai cái lá bài này mang năng lượng đẹp các bạn nha. Cả là lá bài đại diện chọn tụ của bạn tụ bài số 3, Far Away Places là một cái nơi xa. Get ready for new horizon là chúng ta sẵn sàng cho một cái nơi mới. Rồi và tower có nghĩa là vươn cao lên khám phá bầu trời, khám phá một cái mới. Và dolphin cũng vậy. Nếu như nói là cái hành trình sự nghiệp phía trước của các bạn, ở đây là một cái sự giống như là phát triển nè, một sự thay đổi mà phát triển giúp bạn có thể thu thập lại được về cái thành tựu, cũng giống như là tài chánh nè. Đó. Nhưng ở đây mình đang nhìn cho các bạn tụ bài số 3 thấy là financial gain usually coming from something you did in the past. Có nghĩa rằng là cái sự nỗ lực và cái sự cống hiến của các bạn tụ bài số 3 trong quá khứ cho đến hiện tại thì nó góp sức rất là nhiều để mà hành trình sự nghiệp phía trước của tụ bài số 3 nó có cái sự phát triển vươn lên cao và thay đổi tốt như thế này, giúp bạn financial gain có nghĩa là thu thập được cái tài chánh và cái sự vững chắc, vững chãi trong cuộc sống cũng như là trong cái phương diện là tiền bạc. Đó, thành ra là cái sự nỗ lực hay những cái gì mà bạn làm bây giờ là nó quan trọng lắm. Có lẽ đó là lý do mà bạn nhận được một cái lá bài là Vulture, là con kền kền, là nothing is wasted, không có cái gì mà nó bỏ phí hết trơn. Thành ra điều này có nghĩa rằng là bằng một cách nào đó không có cái gì nó bỏ phí. Thường cái cách nói này nó mình, cái thông điệp này nó đang cho mình có một cái cảm giác cách nói nó hơi ẩn dụ, nó hơi ví von một chút xíu. Có nghĩa là khả năng là bạn sẽ gặp chuyện này chuyện kia không như ý bạn muốn, tại vì ai cũng mong muốn thuận lợi và hạnh phúc. Đâm ra những khi mà mình không thuận lợi và những khi mà mình không hạnh phúc, tự nhiên mình cảm thấy ôi sao nó tốn thời gian cuộc đời của mình ghê, phải chi toàn hạnh phúc á. Nhưng mà cái thông điệp ở đây rõ ràng là nothing is wasted, có nghĩa là bao gồm cả những cái không thuận tiện, không thuận lợi và không hạnh phúc đó, nó đều có giá trị đóng góp để cho sắp tới hành trình sự nghiệp của tụ ba là được phát triển này, là được thay đổi tốt hơn nè. Đặc biệt ở trong trải bài của các bạn, bạn nhận được một cái bài là Wheel of Fortune đây nào bạn, bánh xe số phận đây, nó thể hiện cho một cái sự thay đổi mà. Cho nên nếu như những gì bạn phải chịu đựng trong quá khứ cho đến cả là hiện tại rồi, mọi thứ nó sẽ thay đổi tốt hơn cho tụ ba. Đó, mình phải làm rõ quan điểm với nhau một chút xíu là như vậy. Rồi cả hai cái lá bài ba kiếm ở bên này bằng một cách nào đó mình cũng đang thì nhìn thấy được rằng là có thể là bạn đã có một vài những đối tượng hoặc là một vài những cái khoảnh khắc mà nó làm mà các bạn tụ bài số 3 khá là phiền lòng. Phiền lòng có thể là vì một cái hành động mà nó hơi không có, nói chung một cái hành động của người thân cận với các bạn mà giống như nó làm cho bạn hơi mất lòng tin, hơi mất niềm tin một chút xíu. Hoặc là một cái trường hợp khác là có thể bạn không giao tiếp được với những người mà thân cận gần bên các bạn, cho nên có thể làm cho bạn hơi phiền lòng đó. Hoặc là bạn có thể chứng kiến một cái hành động mà nó đã đổ vỡ nào đó trong cái mối quan hệ, đâm ra nó cũng làm cho bạn hơi phiền lòng một chút xíu thôi nha, phiền lòng một chút xíu thôi. Nhưng mà bạn hãy nhớ là nothing is wasted, mấy cái chuyện đó là cần để mà hình như là nó hỗ trợ cho cái con đường bạn phát triển sau này đấy. Vì sao lại như vậy? Vì đây mình đang nhìn thấy một cái lá bài The Dancer. Bằng một cách nào đó mình đang thấy các bạn tụ ba giống như bạn có một cái hành động rất là liều lĩnh vậy. Cái lúc mà bạn đã thấy cái việc phiền muộn trong lòng, hoặc là bạn có thể chứng kiến một cái hành vi, hành động, tóm lại là bất kể cái việc gì mà đã làm cho bạn phiền rồi, nhưng mà bạn vẫn cố để hiểu, bạn vẫn cố để thông cảm, bạn vẫn cố để mà thậm chí có thể bạn giúp người ta. Bất kể là cái việc gì đó ở đây nó có thể sẽ làm cho bạn muộn phiền đau lòng, hoặc thậm chí là phản bội đi chăng nữa, người đó hay sự việc đó hay là cái hoàn cảnh đó đáng ra như người khác là người ta sẽ bỏ cái sự việc đó đi, hoặc là người ta bỏ cái con người đó đi, hoặc là người ta dẹp luôn cái chuyện đó để đi kiểu vậy. Nhưng mà đối với cái tụ bài số 3 thì mình thấy bạn làm ngược lại hoàn toàn. Một hành động rất là liều lĩnh, người không có đáng giúp, có vẻ là như vậy, nhưng bạn vẫn giúp. Người không có đáng bỏ qua, nhưng bạn vẫn thông cảm bằng bỏ qua. Chuyện nó không có đáng phải sửa chữa, mà bạn vẫn sửa chữa. Nhưng mà rốt cuộc may thay, hay thay rằng là với cái lá bài Dolphin này nè, lúc nãy bạn còn nhớ đoạn đầu mình nói rằng là khả năng là tất cả những cái kết quả mà hành trình sự nghiệp sắp tới nó tốt được là nhờ một cái việc nào đó mà bạn đã vô tình bạn làm ở trong quá khứ đó.
Vì cái tâm bạn tốt chăng, hoặc là vì cái máu bạn liều chăng, bất kể là cái gì, nhưng mà bạn đã vớt một ai đó lên, bạn đã sửa một cái tình hình nào đó, vậy mà ô thì ra hay quá, nó lại giúp các bạn trong hiện tại cũng như là tương lai sắp tới. Thành ra đây bạn nhìn thấy cái lá bài là 10 xu không hiểu vì sao bằng một cách nào đó mới đang nhìn thấy, bạn thấy người này nè, họ đang soi vào trong gương của họ đó để họ làm cái việc này việc kia. Thành ra là nó giống như là bạn đã trong quá khứ có vẻ như bạn đang giúp ai đó, trong quá khứ có vẻ giống như là bạn xử là một cái tình huống nào đó, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng hiện tại và tương lai thành ra là bạn đang giúp chính bạn, bạn đang gọi là bạn đang vớt chính mình lên, bạn đang giúp chính mình. Tại vì có một cái cảm giác với cái lá bài là Knight of Cups, đây là cái lá bài nó đang cho mình có một cái năng lượng, hoặc là có thể sẽ ai đó quay trở lại, họ đề nghị họ giúp các bạn, tụ bài số 3, hoặc là không có phải là ai hết thì cái karma nó quay trở lại nó vớt bạn lên. Cái lá bài này nè, mình đang có cái cảm giác vậy. Karma đóng vai một cái người rất là đẹp đây, đi cái này trong xe phóng tới có nghĩa là quả trổ đó cho cái hành vi mà trong quá khứ tốt đẹp của tụ ba. Bởi vậy ở đây nó có cái lá bài là nothing is wasted. Bằng một cách nào đó trong cái trải bài này mình đang nhìn thấy năng lượng của một cái phước may nó tỏa đến, vì đây bánh xe số phận là năng lượng của sự thay đổi cho tụ ba đó. Mình đang nói mình hơi ngừng là mình đang muốn nhìn cái lá bài này. Ok, rồi chúng ta nhìn rõ một chút xíu các bạn nhé. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 3 thấy rõ hành trình sự nghiệp phía trước cũng như năng lượng của lá bài Knight of Cups là như thế nào nhé. Rồi, Tower, the Tap, the World, Page of Swords và sáu kiếm. Không hiểu sao khi mình nhìn những cái lá bài này mới đang nhìn thấy là nó sẽ phải có một cái việc khá bất ngờ nó xảy ra trong cái hành trình công việc của tụ ba. Đáng lý ra như người ta là bỏ chạy, chấm dứt, kết thúc. Nhưng mà tự nhiên đối với tụ ba, bạn có nhìn thấy cái lá bài này không? Nó là một cái bánh kem mà nó nổ rồi, nó văng hai cái tượng ở trên đầu bánh kem ra đó để cho bạn thấy đó. Đáng ra như người ta là người ta bỏ chạy, còn các bạn tụ bài số 3 ở đây mới đang nhìn thấy rằng là đối với cái sự việc đó bạn không bỏ chạy kiểu vậy, bạn không có bỏ chạy mà bạn tìm cái đường khác bạn đi, mà không ai ngờ bạn đi cái đường đó hết. Rốt cuộc cuối cùng nó ra cái kết quả cũng không ai ngờ rằng nó sẽ đi ra, nó trổ ra cái quả như vậy cho các bạn tụ bài số 3. Tại vì như người ta thấy phiền, thấy rối là người ta bỏ chạy á. Còn tụ ba nó đã có một cái năng lượng đó, nó hay ở chỗ này, nothing is wasted. Bạn không có chạy. Đó, kiểu như người ta mà chạy bao nhiêu là bạn đứng lại, kiểu như bạn xăng tay áo lên, bạn sửa lại bấy nhiêu. Cũng như cái bánh mà nó nổ là bạn tìm cái cốt bánh rồi xong bạn làm lại, bạn nặng kem mới, nó giống vậy. Bạn tìm cái cách để vượt chướng ngại vật. Nó hay ở chỗ vậy, nhưng rồi rốt cuộc cuối cùng bạn dẹp được cái chướng ngại vật luôn. Bởi vậy, thành ra là người ta tưởng đâu là bạn thế này thế kia cho mọi người xung quanh, cho sự việc này sự việc nọ, nhưng mà chỉ là bạn đang tự giúp mình mà thôi. Bạn đang tự giúp mình đấy. Ở đây cái lá bài chín gậy, bạn nhìn thấy cái giống như đường đang bị sửa đó, rồi hai cái người này giống như là muốn đưa tiền để cho cái ông này ông dừng cái công trình lại này lại để mà họ đi tiếp đó. Có cái cảm giác như vậy đúng không? Chuẩn chỉnh rồi. Vậy thì cái lá bài này, cái kiểu giống như là có vẻ như lúc này cái ông này ông giúp hai cái người này đi, nhưng mà ổng không có dè rằng là ổng đang giúp chính ổng. Tại vì sau này khi hai người này đi được cái việc quan trọng của họ thì hai người nữa nó quay về nè, quay trở về gặp ổng và gửi một cái tấm chân tình gì cho cái ông này. Mình đang có một cái cảm giác nó giống như vậy ở trong cái tình huống của tụ bài số 3. Nó rốt cuộc cuối cùng nó có một cái phước may. Thành ra là nếu mà nói là cái sự việc lấn cấn gì đây, cái phiền toái hay cái sự cố bất ngờ gì đây, thì nó có khả năng sẽ liên quan đến giống như là giấy tờ, thủ tục hay cơ quan công quyền, hay cái trở ngại khó khăn trong công việc. Vì có thể ai đó là tạo ra cái tình huống đó cho các bạn nhưng mà bạn xử lý được. Nothing is wasted. Bằng một cách nào đó mình có thể nói giống như là bạn xử lý được và bạn thuần phục được luôn đó. Bạn thuần phục được, bạn xử lý được tình huống, bạn thuần phục được một cái đối tượng nào đó. Để mà đó, rốt cuộc cuối cùng không về sau này người ta quay trở lại.
mang cái năng lượng tốt phước lành cho tụ ba. Có nghĩa là quá khứ cái người đó họ thế này thế kia thế nọ, nhưng mà vì cái tính trách nhiệm và vì cái giống như là cái trái tim và cái tầm nhìn, cái sự liều lĩnh của các bạn, bạn không không ngờ là bạn đã xoay được một cái đối tượng như vậy. Nếu như người khác người ta bỏ luôn, coi như là cái người đó hay cái tình hình đó hay cái tình huống đó là coi như nó tanh bành luôn. Nhưng mà bạn gom lại, bạn tém lại, bạn sửa lại, rồi bạn vớt lại, bạn giúp lại người ta, thì giống như mình đang kiểu như là bạn có cái cách đi của bạn, nhưng mà bạn đã chuyển hóa được cái tình hình, bạn thuần phục được một đối tượng nào đó luôn. Bạn giúp cho một cái người nào đó mà họ thay đổi luôn đó. Rồi vậy thì bây giờ cho mình nhìn cái lá bài Dolphin này chút xíu nha. Một kiếm đây này. Rồi, tám kiếm và hiệp sĩ kiếm. Wow, cả ba cái lá bài nó cho chúng ta có một cái cảm giác rất lạnh. Ok, lá bài cuối cùng vừa lạnh xong cái là có cái hoa sen hồng hào ấm áp lại cho bạn ngay. Vì thì nếu mà nói rằng là chúng ta phát triển thêm xem rằng là rốt cuộc cuối cùng cái hoa nào nó trổ ra cho bạn thì là kỹ, cái thu thập về cái lợi ích gì cho các bạn, cái kết quả đẹp nào mà đang chờ bạn, sự thay đổi nào đang chờ bạn phía trước á. Thì ở đây mi đang nhìn thấy được rằng là cái lá bài Ace of Cups khả năng là nó đã xây dựng lại cái kết nối và cái mối quan hệ của tụ bài số 3 với một cái đối tượng nào cụ thể. Vì bạn thay tâm đổi tánh cho họ, bạn chuyển hóa, bạn thuần phục được họ mà, thành ra nó kết nối, nó xây lại được một cái năng lượng cảm xúc đẹp giữa cả đôi bên đó. Mình nói là giúp người ta, rốt cuộc cuối cùng là giúp bạn luôn nữa đó. Nó có được cái mối quan hệ rồi. Và cả ba lá bài này nó lạnh tanh nè. Cái lá bài này nó lạnh cực kỳ. Thì vậy thì nếu mà nói là xây lại cái mối quan hệ thì bạn xua tan, xóa tan được cái gọi là cái sự nó giống như là tắc nghẽn hay là bế tắc tiêu cực trong cái mối quan hệ giữa hai bên, và hai bên có thể nói chuyện lại được với nhau rồi nè, hai bên thông được với nhau rồi, thành ra là việc nó trôi. Ok, việc nó trôi vẫn là như vậy. Ok, rồi. Vì mình đang nhìn thấy, tại vì mình đã lấy bài thêm, nhưng mà nó vẫn đang xoay xung quanh cái câu chuyện, có nghĩa là nó xong rồi tụi ba. Mình sẽ không có lấy thêm cái câu chuyện cho các bạn nữa nhé. Ở đây có nghĩa là nó đã có một cái phút may cho công việc của bạn. Nó có trở ngại, nó có thế này thế kia, nhưng mà bạn đã có một cái hành động không ai ngờ tới, rốt cuộc cuối cùng bạn xoay được cái tình hình, bạn cảm hóa hẳn một cái đối tượng nào đó, hay là bạn sửa lại cái tình hình luôn đấy, năng lượng bánh xe số vận vì cái hành động liều lĩnh của mình, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng nó lại giúp cho bạn vững chắc được. Đó, thành ra người ta tưởng đâu là ai đó là đã hại các bạn rồi, nhưng mà chả ai hại được bạn hết. Mà bạn có những cái hành động mà không ngờ là bạn còn vớt cái người ta lên nữa, bạn xoay chuyển được cái tình hình, tình huống được. Đó, nó kiểu là như vậy tụi ba nhé. Thì đến đây My sẽ tạm ngừng. Mong bạn hãy luôn ủng hộ My với bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp My, bấm like, yêu thích video này và cho My thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Chúc công ăn việc làm của các bạn luôn hanh thông thuận lợi, và có nhiều những cái năng lượng người ta giúp đỡ hỗ trợ bạn hơn, không ai cản bạn hết, và thu thập được là nhiều những cái thuận lợi vững chắc trên con đường công việc cũng như tài chính tụi ba nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.